Mình muốn hẹn hò với cậu. Những câu chuyện tình yêu khát vọng của tuổi trẻ. Anh mong mỗi ngày em đều hạnh phúc như vậy. Nhất định em sẽ hạnh phúc. Đan xen hàng loạt biến cố, xung đột đời thường, không dễ dàng quá giải. Cháu đang che giấu điều gì? Làm gì có. Mày trời ơi, cô điên rồi hả? Anh là người ngoại tình mà còn lớn tiếng nói chuyện với em như vậy hả? Bỏ tiền tài và địa vị sang một bên, đấu tài đồ với nhau, ai là người thua? Biết đâu sẽ là một khởi đầu mới. Để rồi sau bao nỗi giằng xé vì mất mát khổ đau, họ đã lựa chọn không chấp nhận quá khứ. Bởi đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Nội dung hấp dẫn, thông điệp sâu sắc, hợp cùng sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực. Mời quý khán giả đón xem series phim Việt Nam Sống Để Yêu Thương 21:30 thứ 2, thứ 3 trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2024.